Vinashop 1855 855 5888 1855 855 5888 Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vinashop VinaShopTV.com 1855-855-5888 Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế VinaShop 1855 855 5888. Công ty dược thảo Cảnh Thiên, duy nhất tại miền Nam Cali, điện thoại 714 775 1069 hay 855 775 1069. Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1888 880 8345. Xbox, ngôi chợ á châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982. xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio và đây là chào Bình Minh của sáng ngày thứ năm ngày 21 tháng 7 năm 2022 với anh Phạm Cơ và Quang Trương một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi chào anh Phạm Cơ và Happy Thursday, ngày Favorite À, Vâng cảm ơn anh chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khán thính giả của Việt TV Radio Network. À, với thưa quý vị, như thường lệ, trước khi bước vô những bản tin chi tiết nóng trong ngày hôm nay, thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được. Bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay có liên quan đến việc Tổng thống Biden của Hoa Kỳ đang yêu cầu Tổng thống Zelensky của Ukraine là cần phải mạnh tay hơn nữa trong vấn đề ngăn chặn cái nạn tham nhũng ở tại Ukraine. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ chuẩn bị gửi thêm 4 cái đại pháo phản lực gọi à, cái loại mà HIMARS sẽ đến cho Ukraine và nâng tổng số các loại này tại Ukraine lên tới là 12. Ngoại trưởng quốc Nga đã trở mặt và tuyên bố là mục tiêu của Nga không chỉ ở vùng Donbass mà sẽ bắt đầu tấn công sang cái vùng phía nam gồm có Kherson cũng như là Zaporizhia. À, khí đốt của Nga trên đường ống Nord Stream số 1 tới Đức đã khởi động trở lại sau 10 ngày à, sửa chữa, tuy nhiên chỉ đạt được có 30% cái mức độ cái công sức bình thường mà thôi. Danh sách cuối cùng để chọn lãnh đạo đảng bảo thủ của nước Anh đã gồm lại chỉ còn có hai người mà thôi, đó là ông Rishi Sunak và bà Liz Truss. Bản tin kế tiếp cho biết là cổ phiếu của Tesla tăng sau khi mà cái báo cáo về lợi nhuận của cái tam cá nguyệt thứ hai tốt hơn, cũng như là cái doanh số bán hàng đã tăng vọt trong thời gian gần đây. Thổ Nhĩ Kỳ không có nhận trách nhiệm cho cái vụ tấn công cái tỉnh Dohuk của Iraq khiến cho ít nhất 8 người thiệt mạng trong cái vụ này. Tổng thống Biden sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp khẩn cấp để có thể đối phó với tình trạng khí hậu khắc nghiệt hiện nay. Bản tin kế tiếp cho biết Hoa Kỳ tiếp tục hứng chịu những cái đợt nắng nóng gây gắt. Trong khi đó, thì ông Putin đang đối mặt với một cuộc nội chiến mới với người Chechnya. Bảy thói quen lành mạnh có thể giảm gần một nửa nguy cơ bị đồ quỵ. Bản tin kế tiếp cho biết là thưa quý vị tại Việt Nam thì sau cái uh, xin lỗi quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc sau xe hơi mà lái tự động đó thì giờ đây sẽ đến vấn đề tàu thủy cũng sẽ lái tự động trong tương lai gần chuyển sang tin liên quan đến Việt Nam thì thưa quý vị uh, Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam vào trong cái danh sách đen đó là danh sách buôn người và Việt Nam ngày hôm nay đã lên tiếng và phản bác cái điều này trong khi đó thì tại Việt Nam những cái show gọi là truyền hình ở ở ngoài đó tức là ngoài trời thì lại thu hút khách thưởng ngoạn nhiều hơn à, thì đó là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây bước vào phần tin chi tiết mở đầu, tin cho biết là tổng thống Biden đã lên tiếng và kêu gọi ông tổng thống của Ukraine đó là ông Zelensky phải mạnh tay hơn nữa để có thể ngăn chặn cái vấn nạn ở tại Ukraine đó là vấn đề tham nhũng. À, Ukraine thì thưa quý vị được biết là đã xảy ra cái tình trạng tham nhũng cũng đã từ lâu cho đến bây giờ. À, gần đây thì Hoa Kỳ và Tây phương đã viện trợ cho Ukraine rất nhiều kể cả tiền mặt hàng tỷ tỷ đô la nhằm để viện trợ vấn đề quân sự vấn đề kinh tế cho và tài chính cho Ukraine. Tuy nhiên đó là một cái vấn đề mà Hoa Kỳ đang đặt một câu hỏi lớn là liệu Hoa Kỳ và Tây phương có tiếp tục viện trợ về vấn đề ngân sách cho Ukraine nữa hay là không. Khi mà quốc gia này có vẻ như là vẫn còn cái tình trạng mà gọi là tham nhũng nặng nề tại quốc gia này. Anh phòng cơ sẽ có thêm chi tiết xin mời anh. Dạ vâng kể từ ngày mà quân đội ở Nga tràn ngập và xâm chiếm Ukraine À, cho đến bây giờ thì hầu hết những bản tin liên quan tới chiến tranh thì người ta đều à, nói những tin tức rất là đẹp về ukraine à, và khi nào cũng là tin xấu là về vấn đề à, người nga này nó kia khác thế thì bây giờ bắt đầu có những cái bản tin cũng liên quan tới những cái bề trái của chính quyền ukraine à, trong đó có những tin liên quan đến tham nhũng à, trước khi có những tin liên quan đến tham nhũng thì có những tin liên quan đến an ninh của ukraine À, bộ trưởng mà bộ an ninh nhất thì cũng bị mất chức vì lý do đã giữ cho cấp dưới à, tràn ngập những cái điệp viên của người nga à, này nó kia khác rồi à, người đứng đầu cơ quan sự về tư pháp cũng là không có đàng hoàng à, khiến cho những cái tội phạm lọt lưới rồi bây giờ đây lại có thêm những bản tin mới về vấn đề tham nhũng trong chính quyền của Zelensky ông Zelensky ở à, đại khái như là những cái vấn đề này là những vấn đề à, chầm bộ nhiệm những cái người mà để xử trí các cái vụ tham nhũng uh, là một. Với thứ hai nữa rằng là Hoa Kỳ đang đưa quá nhiều tiền qua bên Ukraine thì dĩ nhiên trong thời gian chiến tranh thì những cái đồng tiền mà đưa qua nhiều như vậy nó khó mà kiểm soát. Cho nên uh, họ thắc mắc và họ yêu cầu người Ukraine uh, cần phải có những cái uh, khoản chi tiêu và cái báo cáo rõ ràng để họ tránh những cái chi tiền bất về vấn đề tham nhũng ở bên trong Ukraine thế thì những cái điều như vậy cho người ta thấy một cái hiện trạng hết sức là rõ ràng chiến tranh ukraine người ukraine đang bị tây phương dồn vào một cái thế nữa tức là họ phải chứng tỏ rằng họ tốt hơn thì mới được cái sự tiếp nhận giúp đỡ của tây phương đằng này cứ đưa ra những cái tin xấu như vậy mà những tin tức đó đưa ra từ phía tây phương cho nên có vẻ như là những người đưa tiền người ta đang muốn bớt được và họ đang kiếm cách, họ đang nói những điều này, điều kia, này nào kia khác. Thì cái vấn đề tham nhũng và chính quyền Ukraine từ, từ xưa đến giờ, chính quyền thời trước ông Zelensky cũng tham nhũng rất là nhiều. Đến khi tân chính quyền lên thì mọi người tưởng rằng là tân chính quyền nó khác. Hóa ra nó cũng có những cái mặt trái của nó và đó là cái tình hình hiện nay ở Ukraine. Khiến cho những người nào mà quen với chiến trận và quen với đường lối đối xử của Tây Phương À, đối với bạn bè của họ hoặc là đối với đồng minh của họ thì người ta thấy có vẻ như Tây Phương đang muốn đổi chiều cho nên những cái tin tức mà về chiến trận thì một ngày một ít đi à, chiến thắng của Ukraine không còn thể loan nhiều trên các hệ thống truyền thanh truyền hình nữa mà thêm vào đó là những tin tức xấu về vấn đề tham nhũng trong Ukraine cho thấy rằng cái mặt trận đó có vẻ như người ta muốn đổi chiều và người ta đang ở trong một cái thế ép chính quyền Ukraine phải đi đến một cái thương thuyết nào đó trong tương lai. Dạ vâng, thì đó là một cái cách nhìn. Còn cái cách nhìn khác đó thì uh, trong thời gian vừa qua, ông Zelensky đã sa thải một số những nhân vật cao cấp trong chính phủ của, 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 của Ukraine uh, có liên quan đến vấn đề gián điệp. Là tại vì những cái người nhân viên trong cái bộ an ninh của họ đó đã gián điệp cho nga, họ đã ngầm làm việc và cho nga mà những cái người cấp cao không biết được. Thì đó là cái báo cáo của họ. Tuy nhiên theo cái lời của Hoa Kỳ đó thì dường như có cái vấn đề mà tham nhũng ở trong đây tức là những người này cũng đã có cái vấn đề mà đúc lót cho những người cấp cao hơn mình để mà hoạt động ngầm như vậy thành ra đó là cái điều mà hoa kỳ đang đặt cái dấu hỏi thì liệu những người cấp cao của dưới tay của ông zelensky đó có xe tay để mà nhận những cái đồng tiền gọi là đúc lót và tham nhũng để mà làm ngơ cho những người này hoạt động một cách ngầm hay là không thì đó cũng là một cái vế thứ hai mà hoa kỳ đang đặt vấn đề đối với lại tổng thống zelensky của ukraine ở trong khi đó thì ông Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ ông Lloyd Austin cho biết rằng là ít nhất là bốn cái hệ thống đại pháo phản lực HIMARS của Hoa Kỳ đang trên đường và chuyển tới cho lực lượng của Ukraine để có thể chống lại những cái cuộc tấn công của Nga. Đây được coi là một cái loại đại pháo rất là chính xác, và có độ bắn rất là xa và nó có cái khả năng bắn nhiều cái loại đầu đạn khác nhau. Thành ra đối với là lực lượng của Nga thì đây là một cái loại khắc tinh. Cho nên rằng là càng có nhiều tại Ukraine thì Nga càng lo sợ. Hiện bây giờ nếu mà có được bốn cái hệ thống này tiếp tục viện trợ cho Ukraine thì Ukraine có tới như vậy là khoảng 12 cái hệ thống này phân phẩm kia dạ, Xin vâng. mời anh. Thì uh, những cái đại pháo này nó nhiều và bây giờ họ bắt đầu uh, trước kia thì họ đưa những bản tin nói ngược lại. Họ bảo rằng là những đại pháo này là đi Mỹ kềm hạm bởi vì Mỹ nói rằng là cái tần số, cái, cái mức mà đại pháo hoạt động nó quá xa và cái mức xa đó nó có thể làm cho người ukraine bắn qua đất nga đó là điều họ không muốn à, nhưng mà không hiểu họ làm cách nào để mà chừng lại được cái nòng của đại pháo để họ đừng bắn qua đất nga thì về sau người ta không nói tới nữa và bây giờ đây họ là bắt đầu nói tới sự thành công của đại pháo này à, bằng cỡ của sự thành công đó là hiện nay à, vẫn có nhiều cái vụ nổ xảy ra ở sau chiến tuyến tức là quân ukraine bắn vào à, những cái vùng mà hiện nay À, họ vẫn muốn lấy lại như là Kherson, à, như là Zaporia uh, rồi như là Melitopol hoặc là Odessa, tức là những vùng mà họ đang bị áp lực vì đã thấy là có những tin nói về những cái đài pháo đó hoạt động ở các vùng đó và một số uh, kho uh, chứa hàng của người Nga ở những vùng đó bởi vì cái vùng đó là vùng qua như vùng tạm chiếm người nga đang dự trù tổ chức những cái cuộc trưng cầu dân ý để sáp nhập vào đất nga cho nên họ lập kho lập bại và đem vũ khí đến ở những vùng đó để bảo vệ và vì vậy rất đâu có những vụ nổ xảy ra do những cái đài pháo đó tấn công à, người ta nói về một cái cây cầu lớn ở bên phía à, khơ sân đang bị à, bắn nhưng mà nó chưa có sắp được và có thể rằng họ sẽ tiếp tục tấn công vào cái vùng này à, trong tương lai. Tuy nhiên thì đó là những cái tin mà lâu lắm mới có thể thấy được. À, nhưng mà lại nói không có chính xác, tức là nói một cách nhẹ nhàng. Và chỉ có một vài hãng thông tấn loan, chứ không phải là đồng loạt à, nhiều hãng tin à, loan như trước kia. Dạ vâng thưa quý vị. À, được biết cái loại mà đại pháo à, HIMARS đó, đó là cái chữ viết tắt của cái loại pháo mà Hoa Kỳ đã sản xuất kể từ năm 1990 lận, nhưng mà cái mức độ chính xác nó rất là cao. loại à, pháo này có tên gọi là M142 à, và với cái sự viện trợ này và cái sự mà tối tân cái 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 mức độ chính xác của nó khiến cho Nga cũng rất là e dè và có thể là vì đó cho nên là mới đây thôi thì ông ngoại trưởng của Nga ông Lavrov đã trả lời phỏng vấn ở tại một cái đài truyền hình quốc gia của Nga thì ông đã khẳng định rằng là cái mục tiêu của Nga hiện bây giờ đã thay đổi rồi không còn chỉ là cái vùng Donbass nữa mà bây giờ đang chuyển hướng để đến những cái vùng phía nam trong đó có Kherson, trong đó có Zaporria. À, cái điều quan trọng mà ông nói sở dĩ mà Nga đưa ra cái mục tiêu khác để lấn sâu hơn nữa vào đất của Ukraine là do Hoa Kỳ đã tiếp tục viện trợ những cái loại vũ khí tối tân và từ đó thì Nga cho rằng là Ukraine sẽ dùng những cái loại vũ khí tối tân này để tiếp tục tấn công vào những cái vùng mà người Ly khai đang đang hoạt động chẳng hạn như cái vùng mà Nga chiếm đóng đặt Kherson chẳng hạn Và có thể là bắn sang nước Nga nữa Thành ra là Nga cho rằng là họ sẽ tiếp tục tấn sâu hơn nữa Chứ không chỉ ở cái vùng phía đông Tức là Donbass, anh phẩm Cơ Vâng, thì khi người Nga nói như vậy Điều đó đồng nghĩa rằng là Kherson là của họ rồi à, Cho nên Hoa Kỳ bắn sang Hay là uh, ông Zelensky Quân đội ông bắn sang Kherson Tức là có nghĩa bắn sang đất Nga Bởi vì đó bây giờ là đất tự Nga Tư sinh là của mình rồi à, Nói yeah. chung là bây giờ họ phải gọi rằng người cộng Sản Họ trở mặt và họ nói xuôi đối ngược rất là rõ ràng họ nói rằng ngày xưa à, họ chỉ muốn lấy Kiev và lấy toàn được nhưng mà không được họ rút về vào đó ô oh, chúng tôi chỉ lấy Donbass giờ đây họ lại nói thêm không Donbass chị là mục tiêu gần mà thôi mục tiêu xa là chúng tôi phải đi xa hơn nữa tức là chúng tôi à, sẽ lấy Kherson chúng tôi sẽ tổ chức trưng cầu dân ý bởi vì nguyện vọng của người dân ở Khơ Sơn là trở về với đất mẹ gọi là đất Nga à, cho nên chúng tôi sẽ tổ chức những trưng cầu ý để lấy lòng dân ở những cái vùng này và thứ ba nữa rằng là khi quý vị đưa súng mạnh súng đủ thứ chuyện vào trong đất của Ukraine để Ukraine tấn công đất Nga tức là quý vị đã vi phạm cái nguyên tắc chiến tranh của nước Nga nước Nga khi đưa quân sang Ukraine là có hai điểm chính Mục, mục tiêu của hành quân đặc biệt là có hai điểm. Điểm thứ nhất là không quân sự hóa vùng Ukraine. Điểm thứ hai là quân Việt hóa, tức là Nazi uh, quốc xã hóa cái vùng Ukraine. Cho nên khi đưa súng vào trong đó tức là vi phạm cái điều cam kết của Nga, tức là không được quân sự hóa ở chính quyền Ukraine. Thế, thế nên chúng tôi tấn công là điều đương nhiên. Còn quân đội của Ukraine thì nên đầu hàng đi. Bởi vì sao? Quân đội Ukraine... À, nói rằng là họ đã họ vẫn đang chiếm nhiều thì hồi hồi tháng tư chúng tôi đã đưa cho họ một thông cáo kêu họ phải ngưng bắn ai ở đâu ở đó và hòa đàm để mà ngưng bắn họ không trả lời còn bây giờ quý vị cùng họ cứ loan lên những tin này tin kia thì rõ ràng là quý vị chỉ có kêu mà không có làm được bởi vì chúng tôi đang nắm phần thắng ở trên đất Ukraine đó là lời tuyên bố một cách hết sức là ngang ngược à, của ngoại trưởng nga ông Lavrov nhưng mà bên phía của Ukraine thì cũng không vừa thì vì họ trả họ đáp trả họ nói rằng là nga bây giờ đang yếu thế thì lấy cái cớ gì lấy cái điều kiện gì mà đòi hỏi nhiều như vậy như vậy thì anh thấy rằng là bên ukraine cho rằng là nga đang yếu thế vậy thì đúng bao nhiêu phần trăm à, thưa anh cái này là, là chúng ta không có nắm được trên chiến trường nhưng mà chúng ta chỉ nắm được tin tức ở trên báo chí thì rõ ràng là trên báo chí À, họ không có đăng tin người Ukraine thẳng nhiều. Họ đăng tin là quân Ukraine thẳng nhưng mà họ không yeah. có rõ chi tiết và họ không có những cuộc băng video quay như những ngày đầu của chiến trận rất là hấp dẫn. Giờ đây thì không thể chỉ loa những bản tin à, nói rằng là chúng tôi thẳng nơi này, chúng tôi thẳng nơi kia à, nhưng mà rõ ràng là không có nhiều chi tiết và quân nga thì thẳng đâu thẳng đó và họ đang rất rõ chi tiết người nga lấy thành phố nào và người nga đẩy quân ukraine đi đến đâu họ đang rất là rõ tức là họ làm ngược lại những cái gì hiện nay cho chúng ta thấy rằng là tây phương đã bị mua và đã có cái mục tiêu của họ là ngừng chiến tranh cho nên họ bắt đầu gây ra cái áp lực họ bắt đầu tạo ra trên mặt trận chiến trường những cái gì thất bại về phía ukraine để đến khi người ukraine bị áp lực của quân chúng nó đang phải đầu hàng đi bởi vì anh không có làm gì được cả thì cái điều rất là cho nên họ có một cái yeah. sự chuyện nữa mà phải nói rằng là cái các cái nguồn tin báo chí cũng là nó thay đổi cho nên chúng ta cứ ngày xưa thời chiến Việt Nam chúng ta cứ tin ở báo chí thưa cái vị giờ đây thầy chiến tranh Ukraine là chúng ta đứng về phía nào mà chúng ta tin ở ai thì cả đó là một điều quan trọng À, vâng thưa quý vị, nhân tiện nói về cái vụ này thì mình nói luôn cái tin kế tiếp nữa dạ. Liên quan đến vấn đề của lực lượng Chechnya à, Chechnya là một cái thành phần mà đã nói trong thời gian vừa qua Cũng đã ra tay và giúp cho Nga ở cái cuộc chiến tại Ukraine phải quanh Tức là lực lượng của Chechnya cũng đã tham chiến ở tại đây Và giờ đây thì ông Putin đang đối mặt với lại cái sự nội chiến của lực lượng Chechnya này Anh có thể nói thêm cái vụ này Dạ vâng, cái này, này. thì Chechnya là một cái quốc gia mà... Uh, Ngày xưa là chư hầu của người Nga. Thế thì sau này người Nga lấy được Chechnya. Cho nên họ lập ra một cái chính phủ và quân đội của Chechnya là thuộc về họ. Nhưng mà những người Chechnya họ vẫn không tin là người Nga cũng giống như người Ukraine. Và do đó nó có những người tinh nguyện của Chechnya hoạt động trên đất Ukraine. À, nhưng mà hồi xưa tới giờ à, những bạn tin đó lại không có nói đến. Thì bây giờ người ta lại bắt đầu nói đến người Chechnya. À, người Chechnya thì họ nói rằng là À, có hai tới hai hai tiểu đoàn quân đa đang hoạt động trên đất Ukraine à, để mà bảo vệ cho người Ukraine à, và trong khi đó thì quân đa lại đi qua viện trợ cho quân Nga để mà đánh Ukraine quân Serbia khởi đầu họ đưa ra một viên thủ lạnh rất là ghê gớm thì người này bị giết chết ngay cái đợt đầu tiên khi mà họ định thua thanh toán ông Zelensky thì những cái người này bị giết ngay trong cái đợt đầu và giờ đây thì không thể nói tới những người này nữa nhưng mà thỉnh thoảng vẫn nói và giờ đây họ lại nói ngược lại họ nói rằng là quân của Sydney đang tìm cách để mà nội loạn ở Sydney tức là ông uh, ông Putin đang đứng ở trên một cái mặt trận mới ở trong nước tức là ở trong đội bồ uh, của người nga dạ vâng à, thưa quý vị uh, trong khi đó thì cái vấn đề mà cái đường ống dẫn khí đốt từ bên nga chạy dưới biển của Baltic... Để mà đưa cái khí đốt Đến khu vực phía Bắc của nước Đức đó, Thì trong 10 ngày vừa qua Đã ngưng để mà có thể bảo trì Và theo dự đoán của những ngày vừa qua Thì Nga có thể là sử dụng cái cớ này Để mà cắt luôn cái vấn đề Mà cung cấp khí đốt cho Đức và châu Âu Tuy nhiên sự thật Nó hoàn toàn không có đúng như vậy Hôm nay thì cái người mà à, Lãnh đạo trong cái vấn đề Mà nhận những cái lượng khí đốt Từ bên Nga gửi sang Họ nói rằng là Cái đường ống Nord Stream số 1 này Đã hoạt động trở lại mặc dù là cái công suất của nó không bằng trước đây, chỉ khoảng chừng phần 3 mà thôi nhưng đã hoạt động trở lại chứ không có phải là Nga dùng cái cớ này để mà cắt đứt cái nguồn <laughs> cung cấp khí đốt cho Đức và Âu châu anh vọng ca Dạ vâng, à, thì trong cái vấn đề này thì về năng lượng ở châu Âu phụ thuộc vào hai thứ dầu hỏa của người Nga và khí đốt của người Nga. Dầu hỏa thì để đi lại trong mọi mùa, mùa đông, mùa hè, mùa hạ, xuân hạ thu đông. Khí đốt là đặc biệt là xài một phần vào thường và cái phần lớn là xài mùa đông khi người ta xài tới cái máy hít à, vì vậy cho nên khí độc quan trọng thế thì về phía dầu hỏa họ đã cúp dầu hỏa và không chịu mua dầu hỏa của người nga thế điều này thì tưởng rằng là có lợi cho có hại cho người nga nhưng mà rõ ràng là người nga cũng tìm cách cuộc lại được và họ bán dầu cho trung hoa cộng sản họ bán dầu cho cả đồng minh của ở tây phương đó là ấn độ và họ bán đủ thứ họ kiếm lời được cái này về giá rất là cao rõ ràng là cái chiến thuật đó thua rồi chiến thuật thứ hai là khí đốt thế thì người nga nó có một cái đường khí đốt lớn là đường Nord Stream số 1 và họ họ thương lượng với người đức để làm thêm một đường khí đốt số 2 cũng bằng ông dẫn khi đột xuyên qua biển Baltic đây là đường no sim số 2 nhưng mà Hoa Kỳ không chịu bởi vì Hoa Kỳ cho rằng là Hoa Kỳ nhìn trước Hoa Kỳ thấy rõ dạ tâm của người Nga họ nhất định là không chịu để cho đường no sim được làm nhưng mà họ không cạn được người châu Âu cho đến khi mà đường no sim số 2 làm xong thì Hoa Kỳ trong phút chót cũng có đủ cách và đủ phương tiện của họ để chẳng không cho đường nó sim số 2 hoạt động và đường đó làm xong rồi nhưng mà không hoạt động được và bây giờ đây cái đường đó cách đây 10 ngày à, người Nga nói rằng là theo đúng cái à, thời gian bạo trì một năm phải có 10 ngày tắt khí đốt à, chúng tôi bắt đầu cái ngày đó đó là đúng thời gian cho nên chúng tôi tắt khí đốt à, bởi vì hai bên không nói chuyện về khí đốt họ chỉ nói chuyện vô hòa từ trước đến nay bây giờ họ nói chuyện khí đốt thế thì họ tắt đường khí đốt 10 ngày rồi và người ta lo lắng nghĩ rằng là người nga không có mở lại nhưng mà những chuyên viên của tây phương nói rằng không người nga không thể nào kỳ đốt mà họ tắt được bởi vì khi đốt mà khi làm ra rồi chất vô rồi anh không thể muốn tắt muốn mở tạo ra anh phải có kế hoạch và phải có thời gian anh cũng thể tự động làm như vậy được không thể muốn tắt là tắt muốn mở là mở như là anh tắt mở kỳ vào rồi là 10 ngày là anh phải có thời khóa biểu anh phải chuẩn bị trước anh mới tắt được rồi anh mới mở là được cho nên không sao nó nói vậy nhưng mà nó không phải vậy và đúng là không phải vậy đúng là sau 10 ngày người nga mở lại khi đốt trong khi đó tây phương hoạn lên là vì sao thứ nhất là họ họ đang cần khi đốt để làm gì chưa tới mùa đông nhưng mà họ phải lo mùa đông đến họ lo xây những cái kho trữ khí đột, đem khí yeah. đột vào chất chờ mùa đông để mà đối phó với người nga thì người nga đột ngột ngưng và họ nói rằng là người nga có thể ngưng luôn cho nên rất là lo lắng và họ quan tâm rồi người nga nói rằng là vì trong đó có một cái tuột pin có một cái bộ phận tuột pin bộ phận đó đã gửi đi bảo trì ở canada và canada không chịu trả lại vì lấy lý do rất bị cấm vận À, cho nên không trả lại vì vậy cho nên ở trong cái vụ tắc mà 10 ngày đó chúng tôi có thể là tắc luôn à, thế thì Canada là không họ sẽ trả lại Ukraine chửi mọi người đều chửi nhưng mà Canada không họ trả lại và giờ đây thì cái máy đó đã trở lại cái đường ống dẫn đó rồi nhưng mà người ta đang ráp vào và người ta đang thử qua từ nó no work hay là không work thì đó là cái chuyện hiện tình của cái khí đốt tức là ở Tây phương đánh mà sờ như vậy thì làm sao đánh được Trong chiến tranh mà anh đã có những cái phương tiện Anh có kế hoạch và anh lồ ra ngoài mọi thứ Và anh lo lắng, anh sợ địch còn hơn cái gì nữa thì làm sao anh đánh nhau yeah. Nói thì nói chứ châu Âu cũng lạnh dò anh Tại vì Quán nếu mà Nga các thực sự cái nguồn cung cấp khí đốt Thì mùa đông này họ sẽ là khủng khổ Tại vì cái kho dự trữ không có bao nhiêu cả Thành ra bắt đầu từ bây giờ đó Thì phải bơm vô cái kho dự trữ yeah. càng, vừa, càng, bơm càng, càng nhiều càng tốt Càng càng tốt cái vấn đề mà 30% đó là tại vì à, cái đường ống nó nó cần có một cái áp lực mạnh đủ để mình ta đẩy cái hơi đốt dẫn cái ống nó chạy dài lắm. Yeah. Nó chạy từ bên Nga xuyên ngầm dưới cái đường biển Baltic, yeah. rồi bên lên nước Đức thành ra nó cần cái áp lực mạnh. Cho nên là cái tu bin mà anh nói đó là cái tu bin nó đẩy cái áp lực đi. Thành ra mới đầu khi mới mở ra đó, áp lực chưa có mạnh thành ra là nó chưa có nhiều là như vậy. Trong tương lai vài ngày tới thôi thì cái mức độ luân chuyển của nó sẽ được trở lại bình thường thì nước Đức cũng sẽ nhận được những cái lượng về về khí đốt bình thường trở lại. Anh thấy rằng là trong khi chuyện tranh xảy ra như vậy, người tây vào thì lo ăn, còn người Nga thì ung dung, ông Putin hầu như ông quên mất rồi ông ung thư run rẩy phạt kính sân mọi thứ chuyện, người ta vẫn đòi tự đồng <laughs> cuộc chiến. Bây giờ ông ung dung đi qua bên Iran và gặp người gặp người Iran nhưng mà điều đó chứng tỏ ông Putin cũng sợ là bởi vì ông qua đó ông gặp Iran mà ông phải ngồi một cách khép nép Ờ, có run nữa chứ không phải không người ta thấy ông cũng có run mà ông phải đi là chứng tỏ cái chuyện này chuyện cần thiết cho quốc gia của ông và ông cũng đang sợ. Yeah. <laughs> à, dạ. vâng thưa quý vị đến đây chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình trong giây lát à, Mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại sau đó thì chúng tôi sẽ trở lại trong phần thứ hai để nói về cái uh, cuộc mà tìm ra cái người lãnh đạo của Đảng bảo thủ của nước Anh đang đến cái đà gọi là gây cấn tại vì nó đã đi vào cái vòng đua ở à, chót rồi chỉ còn hai người mà thôi và quý vị theo dõi một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ chương trình sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục cảm ơn quý vị rất nhiều cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ làn sóng của việc à, TV Radio và đây là trà Bình Minh à, sáng ngày hôm nay với anh Phạm Cơ và Quang Trương từ quý vị trở lại trong cái phần thứ hai này thì bản tin đầu tiên có liên quan đến à, cái cuộc à, tìm cái người đứng ra để lãnh đạo cho Đảng bảo thủ ở tại nước Anh sau khi mà ông thủ tướng cũng là lãnh đạo của Đảng bảo thủ đã phải bị từ chức bởi những cái scandal mà ông đã tạo ra thì thưa quý vị Tuy nhiên ông vẫn còn tắm giữ cái chức uh, uh, chủ tịch của Đảng cũng như là uh, thủ tướng của nước uh, nước Anh uh, khi mà tìm ra người mới đó thì ông mới chính thức bước xuống thì cái cuộc mà ứng cử uh, gồm có 11 nhân vật đã từ từ coi như là thu nhỏ lại sau khi mà cuộc bầu cử vào ngày bỏ phiếu vào ngày hôm qua đó đã chọn ra được như vậy là hai người cuối cùng để đi vào chung kết thì hai người đó chính là một vị bộ trưởng tài cựu bộ trưởng tài chính của nước Anh đó là ông uh, Rishi Sunak và bà ngoại trưởng của nước Anh đó là bà Liz Truss thì theo bản tin này cho biết thì vào những ngày sắp tới đây đó thì tất cả khoảng chừng 200.000 đảng viên của đảng Bảo thủ sẽ phải bỏ phiếu bằng thư để chọn cái người lãnh đạo đảng của mình và vào ngày mùng 5 tháng 9 tới đây sẽ công bố kết quả như vậy thì nếu như mà ông Sunak mà đắc cử làm uh, chủ tịch của đảng cũng như là thủ tướng của nước Anh đó thì ông là cái người da màu đầu tiên nắm giữ cái vai trò này tại nước Anh còn nếu như bà Liz Truss thắng á, thì bà này coi như là cái người phụ nữ thứ ba tại nước Anh nắm giữ vai trò thủ tướng cũng như là đảng trưởng của đảng Bảo thủ anh Phạm Cơ sẽ nói rõ thêm chi tiết của vụ này anh mời anh. dạ vâng vụ bầu cử này nó tiện hành rất là nhiều giai đoạn À, những giai đoạn đầu tiên hết là những cái giai đoạn mà mọi người ra ứng cử khi ứng cử xong thì bỏ phiếu lần đầu khi đồng vào khoảng cả chục người khi bỏ phiếu lần đầu thì những ai không có đủ cái số tối thiểu thì phải uh, phải bỏ tên thế thì bỏ phiếu lần đầu là chỉ có đã chỉ có các dân biểu quốc hội của đảng bảo thủ mà thôi tức là những người trong đảng bảo thủ mà được đắc cử làm dân biểu thì khi đó ở đông quốc hội họ mới có quyền bỏ phiếu còn những người bảo, đặc biệt bỏ thủ thường ở ngoài thì chưa à, và quốc hội tiếp tục bỏ phiếu vòng thứ nhất họ loại mỗi lần như vậy họ loại ra một người bỏ phiếu một vòng và hai tuần rồi họ đã tổ chức cũng là bốn năm cuộc đầu phiếu như vậy và đến cuộc đầu phiếu cuối cùng xảy ra vào chiều hôm qua chiều hôm qua là buổi sáng chúng tôi vẫn chưa có tin buổi sáng vẫn biết rằng còn ba người nhưng đến buổi chiều còn hai và một cái người một phụ nữ nữa đã đứng hàng nhì nhưng mà bị loại để cho người hàng ba tôi lên và bây giờ chỉ còn hai người đó là ông Rishi Sunak và bà Liz Truss. Ông Rishi Sunak là một bộ trưởng bộ tài chính cũng là dưới thời của ông Boris Johnson, bộ trưởng bộ tài chính. Ông này thì là người gốc Ấn Độ, thì nhìn da mặt là biết không phải là người da trắng. Còn bà Liz Truss là người da trắng, bà này trẻ trung và Uh, có Instagram tức là có đủ thứ của một cái người mà uh, thời người ta kêu là thời a Còng hoặc là thời phai tức là rõ ràng là một người tân tiến và có lẽ nhờ những cái tân tiến đó mà bà đã lôi được những cái người khác ủng hộ cho bà khiến bà trong cái vòng trọng mà vượt lên và qua mặt luôn uh, người phụ nữ đứng nhì tức là bà Penny uh, đó là một cái điểm đặc biệt cho nên người ta nghĩ rằng nếu hiện tại mà vẫn tiếp tục bỏ phiếu theo đường lối của đảng tức là theo đường lối đường lối mà người ta uh, không chọn nhưng mà nhiều người nghĩ tức là các đảng viên đặc bảo thủ mà đáng ở quốc hội chọn thì đương nhiên là ông Rishi Sunak sẽ được nhưng cái giờ ừ. đây là nó nhảy qua giai đoạn 2 là giai đoạn 100 gần như là có tới 200, 200. 000 đảng viên đảng bảo thủ sẽ bỏ phiếu thế thì những người này thì thoáng đạt và có lẽ đôi lúc họ cũng muốn chịu phụ nữ cho nên cái khuyên hưởng phụ nữ nó đắc thẳng bàn này từ hàng ba rồi lên hàng nhì để mà ra tranh như vậy là ông Rishi Sunak thành ra ông Rishi Sunak ông thất bại là trong cái giai đoạn đầu giai đoạn cuối đó là ông thất bại không đạt được đa số trong đảng để để mà ưu tiên đi vào giai đoạn 2 tức là ông không được ưu tiên ông chỉ thiếu có 5 phiếu thôi hoặc là hai phiếu nếu ông có được hai phiếu đó thì ông đương nhiên Ờ, đi vào giai đoạn 2 một cách vĩnh quang thì từ đó dân chúng có thể dễ bỏ phiếu cho ông bị ủy tín ông lên. Nhưng yeah. bây giờ ông không được cái đó, thành ra ông phải đứng, đứng đầu đứng đâu vớt đứng đâu. Nhưng mà bà sẽ dự trồi lên, thấy cái việc trôi lên đó cho thấy rằng cái quan điểm của một người phụ nữ là quan trọng, cho nên cần có một người phụ nữ là quan trọng, vì vậy một phụ nữ mà trẻ trung hơn, khoáng đạt hơn và và giá trắng rõ ràng, cho nên họ chọn bà Lystra và đó là cái việc mà bà này có lợi thế và trong cuộc bầu cử bằng thư sắp tới đây đó điều quan trọng nhất là là cái phút đầu tiên tức là cái khi mà phiếu gửi về cho dân rồi và bỏ phiếu ra đó thì những cái tuần lễ đầu là tuần lễ đó ghê gớm người ta thường là ta làm phiếu ta gửi ngay nhưng yeah. người ta không chờ thì ngày chót bởi vì nó quên và nó lôi thôi bởi vì cái ý định của con người nó dứt khoát là nó dứt khoát rồi cấm thể thay đổi vào phút chót cho nên Họ sẽ là quay giò quay cặn trong cái tuần lễ đầu. Cho nên cái tuần đầu là tuần sau. Tuần sau yeah. sẽ rất là quan trọng cho mọi người để mà yeah. có thể có được cái việc đó. Và nếu mà tình hình như thế này thì có thể rằng bà Lee sẽ đắc cử chứ không phải không. Anh đoán là, là bà Lee Truss uh, trẻ trung hơn sai lầm. Yeah. Sorry, anh bà 46 bà. tuổi ông yeah. kia mới có 42 thôi thành yeah. ra là anh không mà hơn bạc kia <laughs> nhưng mà bà là phải nữ anh tôi là tưởng là, là bà bà bị Penny. hoa mắt à, bởi không. sắc đẹp của phụ nữ <cười> <cười> đó là cái cái tin tức cho biết là như vậy à, ông snat ông này thì cái lý do mà ông, ông là đó, quá ông là lý do, do mà ông, dạ. ông johnson mà bước xuống đó tuyên bố từ chức cũng một phần vâng, vì ông này, ông này yeah. tại vì ông đang làm bộ trưởng bộ tài chính thì ông bất mãn ông 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 Johnson thành ra ông từ chức. Thành ra mới gọi là cựu bộ trưởng bộ tài chính là như vậy tại vì ông yeah. từ chức cùng với lại khoảng 40 người khác từ chức thành ra ông này, ông Johnson bắt buộc bước xuống là như vậy. Còn bà Liz Truss thì bà này trước đây đó, 2016, bà đã từng chống đối rất là mạnh mẽ cái vấn đề Brexit. Và người sau đó người... đó thì bà lại thay đổi quan điểm và bà ủng hộ cho vấn đề Brexit. Đó thành ra đó hai cái điểm mà quý vị cần nhớ cho hai vị này. À, bây giờ quay sang một bản tin khác có liên quan đến uh, vấn đề Tesla, Tesla là cái hãng sản xuất xe điện uh, nổi tiếng thế giới của anh Elon Musk thì uh, theo cái uh, cái báo cáo về vấn đề tài chính mới nhất đó thì uh, cổ phiếu của Tesla đã tăng sau khi mà cái tam cá nguyệt thứ hai được công bố về tài chính uh, cái lợi nhuận tốt hơn nhiều và kể cả cái doanh số bán bán xe ra cũng đạt được rất là cao anh Phạm Cơ cho biết thêm chi tiết xin mời anh cái bản tin này cũng rất là 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 Tesla làm xe ở bên Trung Hoa rất là nhiều và cái vấn đề Trung Hoa đang có chế độ zero covid làm cho xe của Tesla nó chậm lại nhưng mà chậm lại không giờ thì chỉ bán cho Trung Hoa là nhiều bên Mỹ thì bây giờ gần như là xe Tesla rất là đắt nghĩa là người ta không có mua được và phải chờ lâu lắm mới mua được cái Tesla mà thôi nhưng mà cái Tesla trong giai đoạn này thì họ sợ gì họ thắng lợi được là nhờ cái kết quả về thu nhập của công ty nó cao cho nên người ta bỏ phiếu Người ta mua thêm stock của Tesla Vì thành công ty đã ăn nên làm ra Nhưng mà cái sự ăn nên làm ra này đó Không hẳn là từ trong xe Xe là một phần Nhưng mà hẳn cái thứ hai là họ bán được Cái phần stock của uh, Bitcoin Họ làm chủ rất nhiều Bitcoin Bởi vì có một đồ ông Tesla Nói rằng ông có thể nhận mua xe Tesla Bằng cách trả Bitcoin Nghĩa là trả Bitcoin Ông chấp nhận tiền Bitcoin Cho nên ông có một cái số tiền Bitcoin lớn và nhờ ông bán tiền Bitcoin lớn ra đó mà ông có lời từ khi ông mua Bitcoin mà giá thấp để khi ông bạn được Bitcoin giá cao. Cho nên cái số tiền Bitcoin đó nó vào trong cái stock của... Vì cái stock của tên là Tesla. Thành ra cái vụ này nó nhập nhằng giữa hai bên và do đó theo ý tôi thấy thì cái Tesla nó lên một phần vì xe hơi nhưng một phần lớn nó lên được là nhờ Bitcoin. Nhưng mà ở ngoài thì người ta dễ hơn, người ta nhìn thấy là ồ cái này tiền nào cũng là tiền chỗ nào cũng là chỗ làm ra tiền là họ ok và vì vậy cho nên người ta uh, mua, mua vào trợ lại với tesla còn cái vụ kiện một của tesla với lại là uh, với lại là um, twitter. twitter thì ừ. đang còn sự và có thể sẽ tháng sau hoặc tháng sau nữa là mới triệu tập phiên tòa yeah. dạ vâng tháng 10 tháng 10 thì bắt đầu sẽ xử một cách chính thống yeah. và bên phía của twitter đang buộc ông này phải thực hiện cái điều đó tức là phải mua chứ không phải là tìm cái cớ để mà rút ra khỏi Chuyển sang một bản tin có liên quan đến vấn đề của Iraq. Thưa quý vị, tin cho biết là đến bên phía chính phủ của Iraq đã cho mời đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ ở tại Iraq để mà có thể phản ánh về cái vấn đề mà họ cho rằng là Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn một cái trái pháo vào trong cái khu du lịch ở tại một cái tỉnh uh, Duhok của Iraq ở phía Bắc khiến cho ít nhất là 8 người uh, du khách đã bị chết và nhiều người bị thương. À, thổ Nhĩ Kỳ hôm nay lên tiếng và bác bỏ cái điều này. À, họ cho rằng là đây là hành động khủng bố và họ yêu cầu Iraq là phải đưa những cái thông tin này lên và trình với lại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để mà điều tra cho kỹ chứ họ không phải là là tác nhân trong vụ này. À, sở dĩ mà, thổ nhĩ, mà mà Iraq nghĩ là thổ nhĩ kỳ là tại vì thổ nhĩ kỳ vẫn có những cuộc tấn công vào cái khu vực biên giới uh, phía bắc của của Iraq và thổ nhĩ kỳ để mà tấn công những lực lượng người Kurd tại đây. Thành ra là Iraq nghĩ rằng là thổ nhĩ kỳ chính là thủ phạm bắn cái trái pháo này, anh Phạm Cơ thưa anh uh, uh, anh mang mặt nạ a à, anh là người bần ừ. ảo của cái hạt a anh đam thứ đủ thứ gì của a thì anh là ông a chứ không ai vô đò hết thành ra người ta nghĩ rằng cái vùng đó là chỉ có thổ thôi tại sao yeah. đó là cái vùng mà người ta kêu là vùng từ trì của người cơ ở trên đất Iraq đất Iraq nó có dân cơ nó rất là đông dân thổ dân cơ nó đông lắm cho nên họ có một cái vùng từ trì riêng gọi là vùng từ trì của người cơ và cái vùng này họ có chính quyền riêng và vì vậy cho nên người người cơ là ở trong những cái thành phần của Iraq trong cái nội các và cũng như là trong ba cái chức vụ chính là thủ lãnh quốc hội, chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước với lại là một chủ tịch với chính phủ tức là ba cái là người cơ phải có một trong ba vì vậy cho nên cái người cơ rất là quan trọng người cơ là một cái dân số rất đông và người cơ đó cũng có một cái thành phần của họ là gốc cơ mà dân thổ dân thổ yeah. mà gốc cơ cho nên cái người cơ ở bên đất thổ đó họ muốn chiếm lấy đất của thổ một phần đất của thổ mà họ có đông người rồi họ mới sát nhập với một số người cơ ở bên uh, iraq để lập thành một cái nước gọi là nước cơ tức là đó là một trong uhm. những cái vấn đề rắc rối mà dân thổ họ không có muốn và vì vậy cho nên ông erdogan ông đó là cái chiêu bài của ông erdogan đặt ra để mà ông có thể chi phối được người cơ và vì vậy ông rất là lớn mạnh phải nói rằng là những cái người lãnh tù của những cái phe thiểu số người ả rập hay là người cơ hay là gì đó họ càng ngày họ càng tài giỏi và họ chứng minh và họ làm bả chủ coi như các nước tây phương bây giờ phụ thuộc vào họ chỉ không phải là họ phụ thuộc vào các nước tây phương nữa người cơ bây giờ mạnh đến nỗi châu âu không làm gì được ông Erdogan ông này là yeah. người phải gọi là tài bá xuất chúng thành ra uh, cái vụ mà xảy ra ở miếng đất này là đất của người cơ nhưng mà sát miếng giới thô cho nên họ tấn công yeah. họ tấn công và họ người người cơ nói rằng cả này là là dân thổ tấn công nhưng ai hết là chính quyền cũng ưa tấn công để bắt những người cơ này và trường nữa là không tôi cũng làm việc đó dĩ nhiên bao giờ họ cũng chối À, và thưa quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến ngày hôm nay có lẽ là ông tổng thống hoa kỳ joe biden sẽ tuyên bố một cái lệnh khẩn cấp để đối phó với tình trạng gọi là biến đổi khí hậu khiến xảy ra cái tình trạng gọi là khí hậu khắc nghiệt nóng nảy như hiện nay à, đây là cái điều mà ông biden vẫn cho rằng là cái vấn đề biến đổi khí hậu nó đã khiến cho cái tình trạng khí hậu nó thay đổi thế này à, điều này thì bên đảng cộng hòa chắc chắn là họ sẽ không có đồng ý nhưng mà hôm nay thì tổng thống biden sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp để rồi từ đó sẽ đưa ra những cái chiến thuật À, những cái ngân sách những cái chính sách vân vân để có để đối phó với điều này. Anh Phạm Cơ nói thêm vụ này. Dạ thưa anh, cái điều này nó nó rất là lạ là vì sao? À, biến đổi khí hậu là một hành động của thiên nhiên. Và hành động thiên nhiên đó không thể xảy ra giống như là một cái sắc lệnh tổng thống được. Không thể là ngày nay có biến đổi khí hậu bão tố, nhiệt độ cao mà ngày mai ra sắc lệnh nó không được nữa là nó xuống. No, cho nên ông Biden ông nói rằng tình hình như vậy khiến ông phải ra một cái sắc lệnh khẩn cấp để mà có thể duy trì và biến đổi ngược khí hậu trở lại thời đất ơi ông từ khi ông ra sắc lệnh cho đến cái khi mà thi hành sắc lệnh đó chắc chắn là không có bao giờ ảnh hưởng được cái khí hậu ngay bây giờ mà khí hậu bây giờ thì giỏi lắm là một tháng nữa thì nó sẽ qua mùa thu đó là những trong những cái vấn đề nó khác nhau Nhớ thành ra bởi vì nội các của ông Biden làm việc tôi không có hiểu tôi là người rất là dở chỉ là một cái người làm bảo xoàng so thôi mà tôi thấy rằng vấn đề biến đổi khí hậu anh phải ra một cái xác định khẩn cấp anh làm như đó là một cái người anh có thể chi phổi được mà anh làm là như vậy, cái nhưng mà tôi cười. đồng ý với anh là là vấn đề đó nó không có thực tiện lắm yeah. tuy nhiên về cái nhận xét của anh là vấn đề mà khí hậu thay đổi là do thiên nhiên không đó thì tôi không nhiên, hoàn nhiên, một phần nào đó là... khoa học đã chứng yeah, minh rồi yeah. là con người mình cũng tạo một cái phần gây ra vấn đề thì đúng biến độ như vậy hạt. nhưng à. phải có thời gian phải yeah, cần anh có làm, thời gian là đúng yeah. à, vâng thưa quý vị đến đây chúng tôi sẽ được chuyển đề tài sang để nói về Việt Nam à, những cái bản tin sau đây rất là quan trọng à, trước tiên đó là anh Phạm Cơ đã chọn một cái bản tin liên quan đến vấn đề thuốc kích dục đang được bày bán một cách rộng rãi à, tràn lan ở tại Việt Nam à, và như vậy thì thuốc kích dục này dành cho cả nam lẫn nữ phải không anh thưa anh thường thì là vấn đề kích dục á nó nói thiệt cả nam lẫn nữ thì không đúng thông thông thường thì thường là thuộc của bên phía nam mà ừ. họ xài để chi phối người nữ để chi phối người nữ hoặc là họ làm thuốc mê hoặc là về vấn đề mà dán dội thì họ có thuốc mê còn về vấn đề kéo dài cái thời gian uh, dục tính chẳng hạn thì đó là một vấn đề khác nữa mà những cái thuộc kích dục á thường á thì nó người ta không có không có bán chỉ có trên thế giới chỉ có một loại thuốc mà không ai gọi là thuốc kích dục mà người ta gọi là uh, thuốc thuộc kéo dài cái thời gian uh, nghĩa là cho người đàn ông nó khỏe mạnh tức là người đàn ông nó không còn yếu nữa nếu vì tuổi già yếu họ có thể uống cái thuốc đó vô như là viagra chẳng hạn để mà họ có thể cứng được chẳng hạn thì cái được điều này là thấy rõ ràng ngày xưa ông bộc đồ là thường nghị sĩ của hoa kỳ già yếu nhưng mà ông đứng ra ông quảng cáo Viagra khi Viagra mới bắt đầu thì chứng tỏ thuốc đó nó tốt và đó là cái cái nhưng mà Viagra phải có toa bác sĩ bên Việt Nam thì dĩ nhiên không cần toa rồi và họ bán thuốc đó tràn lan và bây giờ và nhiều khi họ họ nói như vậy nhưng mà đôi khi là thuộc của Trung Trung Quốc Trung Hoa cộng sản nó đưa vào và nó đủ thứ truyền trong đó những cái thuốc mà thoa bên ngoài hay gì nhưng mà nhiều nhiều đến nỗi rằng có những cửa hàng mà người ta bán công khai mà mình chỉ việc vào nói là họ bán thôi họ là họ, dưới học bán, họ, họ bán họ không có sợ ai hết bởi vì họ đã mua hết từ trên xuống dưới rồi thành ra cái chuyện thuộc kích dục bên Việt Nam là chuyện rất là thường và cái đó nói rằng phụ nữ ở Việt Nam mà đàng hoàng dễ bị nguy hiểm bởi vì họ bị tấn công bằng nhiều mặt và nhiều từ thuốc mà họ không biết và họ không ngờ được cho nên người phụ nữ ở Việt Nam ở Việt Nam hiện nay tôi cho rằng họ cần phải được giáo dục về vấn đề này để mà tránh uh, những cái sự lạm dụng về tờ, về họ. À, thưa quý vị, trong khi đó thì uh, Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ vừa mới uh, chích một cái đoạn trong cái phúc trình được đưa ra của Hoa Kỳ nói vấn đề cái nạn buôn người trên thế giới. Và theo như cái bản phúc trình này thì có một cái câu mà ông Anthony Blinken, tức là Ngoại trưởng của Hoa Kỳ đã đưa ra và cho rằng là Việt Nam là cái nơi, mà vẫn tiếp tục có những cái tình trạng buôn người mà dường như là nhà cầm quyền tại đây đó họ không có quan tâm thậm chí là họ vấn đề tham nhũng họ đã nhắm mắt làm ngơ để cho những cái tổ chức này tiếp tục hoạt động một cách mạnh mẽ ở tại Việt Nam mà không có cái gì là có thể khắc phục được và cái vấn đề tham nhũng đó là cái công cụ hàng đầu của những cái tổ chức buôn người. À, cái điển hình nhất gần đây đó là cái những cái tổ chức mà đưa người Việt Nam sang bên Campuchia và cơ để mà cho rằng là làm việc lương cao công nhẹ ở bên đó nhưng mà thực chất đó là những cái tổ chức buôn người đã cấu kết với nhau của người Campuchia và người tàu thì lại đứng đằng sau lưng để mà điều hành cái hệ thống đó họ dụ những người trẻ tuổi Việt Nam sang bên đất của miên đó để mà làm việc với tiền lời rất là cao tiền lương cao sau đó thì họ bán cái người đó cho những cái tổ chức khác như là mại dâm như là những cái sòng bài bên đó mà chính phủ của hai bên họ làm việc một cách rất là công khai mà không ai dúng tay vào hết anh thấy đó là cái vấn nạn mà cũng từ tham nhũng mà ra thôi tức là họ đút lót với nhau với chính phủ với nhà nước thì mọi việc đều suôn sẻ thành ra là với cái việc mà đưa Việt Nam vào trong cái, cái 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 sinh sách đen đó của những quốc gia mà cái nạn buôn người vẫn tiếp tục hoàn hành đó thì trong tương lai nếu mà đúng theo cái chương trình đó thì Việt Nam sẽ bị Hoa Kỳ có những cái chương trình về vấn đề trừng phạt vì đã rơi vào cái 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 cái, cái sách đen của cái nạn buôn người tại Việt Nam Uh, yeah. việc mà việt nam mà có đàn vua người uh, là cũng là, là, tại vì chính phủ việt nam thôi uh, thưa quý vị uh, chính phủ việt nam cứ bao giờ cũng đã đang khoa học kỹ thuật là then chốt uh, nhưng mà uh, quốc trưởng thì bây giờ thuộc vào loài quốc trưởng là uh, đánh văn cờ mờ vờ chứ cũng không hiểu là chữ tắc và cờ mờ vờ là gì nữa rồi uh, đạn trưởng ông nguyễn phú trọng thì ngồi làm việc trong một cái bàn đầy sách vở nhưng mà bây giờ là thời đại internet mà người ta quảng cáo hình ông ngồi trên bàn mắng mất kiện, sách vở cả đống này đống kia. Cái chuyện đó là cái chuyện từ đó thì sinh ra những cái gì về văn hóa, kỹ thuật, khoa học kỹ thuật là thế ăn chuột ở đâu. Cho nên một buôn người nó hoàn hành trước mắt mẹ ông mà mấy ông không bao giờ thấy bởi vì mẹ ông chỉ thấy đến sách vở mà thôi. Dạ vâng. Dạ. Bản tin kế tiếp cũng liên quan đến Việt Nam thì cho biết là những cái show truyền hình ngoài trời hiện bây giờ đang rất là ăn khách ở tại Việt Nam. À, bây giờ những cái show mà quay ở trong phòng studio thì nó không còn à, người ta chuộng nữa à, Tuy nhiên cái câu hỏi đặt ra thì liệu những cái chương trình này nó có bổ ích hay là không anh? À, hay là nó chỉ là một cái giống như là mì ăn liền thôi Họ phục vụ cho vấn đề giải trí à, Chứ còn nó thật ra thì nó không có mang cái giá trị về vấn đề giáo dục Thưa anh, anh nói rất là đúng Nó không mang giá trị về giáo dục Nhưng mà ai là người tiếp tay cho nó? Youtube yeah. Bởi vì mấy cái show truyền hình Trước tiên là họ quay truyền hình họ quay xong rồi họ đem chiếu trên YouTube cho nên những cái show mà người ta thích là sao bởi vì truyền hình Việt Nam nó đơn điệu và nó thu hình ở trong uh, trong phim trường thì phải nói rằng là ngoài cảnh nó không có nên nó cái khác khiến người ta nhàm người ta nhàm bởi vì thâu đâu cũng vậy mà thôi cho nên những cái ngoại cảnh và những cái chuyện mà sắc nét và nhất là nhân tài ở ngoài là nhân tài rất là nhiều nhân tài nhiều ngay cả nhân tài đạo diễn hay là người ta nghĩ ra những cái sau làm sao mà thu hút được khán sinh giả nhất là youtube chẳng hạn là cái chuyện đó họ thẳng là đương nhiên cho nên ừ. bạn tin tôi làm bạn tin này mục đích là tôi muốn chứng tỏ muốn cho người ta biết rằng là cái người việt nam thông minh và họ nghĩ ra nhìn thấy cái hoàn cảnh và họ nghĩ ra được những cái cách để mà chi phối hoàn cảnh và do đó trong cái xã hội nào họ cũng sống được hết từ Việt Nam Cộng Hòa cho tới thời Cộng sản những cái người mà có làm ra nhiều tiền là những người lắng tay lè mắt và nói thấy điều người Cộng sản là đi tác động đâu <cười> <cười> à, Những cái show truyền hình như thế này hiện bây giờ nó yeah. đang thu hút cái lượng người coi cũng có một cái lượng người sản xuất cũng có đến yeah. độ mà rất nhiều những người đang ở hải ngoại này cũng về trong nước để mà sản xuất cái chương trình đó để mà chiếu trên youtube thứ anh đó à. là họ làm để chịu trong để, để họ về để lấy cái lấy cái giấy tờ thôi để ừ. họ để họ làm ra lấy người trong được bởi vì nhân tài đông chứ còn ở bên hải ngoại này họ cũng làm được nhưng mà hải ngoại nó dở hơn rất là nhiều cũng <laughs> có nhân tài Thật nhanh, anh nói về những cái thói quen rất là hữu ích cho vấn đề mình chống không phải là chống nhưng mà giảm bớt cái tình trạng bị quỵ quỳ, yeah. cái này quan trọng. Dạ, yeah, cái đột quỳ nó quan trọng nhất là yeah. nó có những cái thứ mà người ta cần phải để ý tức là sống đời bình thường, sống đời à. đàng hoàng tự nhiên Nhưng mà thì nhạc nhẽo của anh? Dạ. Yeah. Thưa anh nhạc sao được? Thứ <laughs> sống anh... đời bình thường thôi. Dạ, yeah, anh sống bình thường thôi nhưng mà tại vì cái quan niệm cuộc đời sống của anh, anh phải nhìn vào cái chỗ bình thường để sống. Yeah. anh ngồi mơ vào những chuyện anh không có là anh đã khổ tâm cho nên người ta nói rằng trong cái bảy điều trong cái bảy điều mà người ta cần phải sống đời bình thường như vậy đó thì họ nói rằng là những cái điều mà ghê gớm không có gì ghê gớm hết à, chỉ có những cái điều như là huyết áp cao, hút thuốc, béo phì, ít vận động và ít và và không có tiểu đường là những cái nguyên nhân làm tăng cái nguy cơ của vấn đề stroke tức là tại việc bạch máu nào. Còn những cái chuyện khác đó thì đương nhiên là cái chuyện nó cũng dễ thôi. Nghĩa là anh sống cái đời đừng có hoang đàng, đừng có à, uh, tức là uh, mọi việc hơn. đều yeah. trong cái sự kiểm soát và yeah. chừng mực thôi phải không yeah. anh? Giống như anh Phạm Cơ như vậy đó thì uh, 75, 76 tuổi vẫn khỏe mạnh như thường. Thưa anh không có đâu. Bây giờ tuổi tôi cũng lớn rồi mà thỉnh thoảng <laughs> nó cũng cho thấy rằng là uh, mình kêu, kêu là mà thói giọng điều những người bạn tôi hay nói quỹ thời gian có hàng quỹ là đã có hàng rồi dạ, mà quỹ thời gian thì vâng. gây dạ. à, vâng thưa quý vị với bản tin về vấn đề y tế vừa rồi hy vọng giúp cho quý vị có thể tránh được những cái tình trạng bị đầu quỵ cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi đến đây chương trình sẽ được kết thúc mời quý vị tiếp tục với lạc sống chúng tôi sẽ quay trở lại với cà phê sáng xin kính chào tạm biệt quý vị Vina Shop 1855 855 5888 1855 855 5888 Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. VinaShopTV.com 1855-855-5888 Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế VinaShop 1855-855-5888 Công ty Dược Thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali. Điện thoại 714 775 1069 hay 855 775 1069. Gửi tiền 247. Com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1888 880 8345. Aceboard ngôi trường Á châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982.